hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Bước chân của chúng tôi không ngừng nghỉ, mỗi ngày một bước tiến về phía trước. Hiện thực ước mơ cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thời điểm năm 2009 ở Việt Nam, vấn đề ô nhiễm nguồn nước đã khá trầm trọng, đòi hỏi phải có giải pháp cấp bách và phù hợp. Việc vệ sinh nguồn nước ăn uống chủ yếu thông qua các bình lọc thô, bình lọc gốm, đun sôi để nguội, chưa đảm bảo an toàn. Các công nghệ lọc nước còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam và người tiêu dùng khó có thể lựa chọn một sản phẩm tin cậy. Từ thực trạng đó, chúng tôi, những con người trẻ đầy nhiệt huyết, đã xây dựng thương hiệu Thế Giới Lọc Nước với khát vọng mang những sản phẩm lọc nước hàng đầu thế giới về Việt Nam để cho nhiều người Việt Nam có thể tiếp cận được những công nghệ lọc nước tiên tiến nhất. Chúng tôi đã đi khảo sát trên 30 nhà sản xuất về lọc nước ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước ở châu Âu để học hỏi và tìm hiểu các công nghệ lọc nước tiên tiến và từng bước đưa về Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2013, công ty Euromade Việt Nam chính thức thành lập là một pháp nhân quản lý và vận hành thương hiệu Thế Giới Lọc Nước, và hành trình lan tỏa nước tốt cũng bắt đầu từ đây. Khó khăn đầu tiên ở thời điểm đó với Euromade là một doanh nghiệp còn non trẻ, chưa chứng minh được thực lực và lợi thế còn chưa rõ ràng, thì rất khó khăn để thuyết phục được các hãng lọc nước lớn đầu tư hợp tác. Chính vì vậy, những người thuyền trưởng của công ty đã sớm xác định tầm nhìn và mục tiêu là tập trung vào xây dựng các lợi thế, lấy nhân sự làm trụ cột, đối tác kinh doanh và dịch vụ là chiến lược, nhà cung cấp là nền tảng. Kết quả không phụ lòng người. Chỉ sau 5 năm, đến năm 2018, Thế Giới Lọc Nước đã có được đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hệ thống nhà phân phối kinh doanh hiệu quả và hơn 100 cửa hàng trong chuỗi Thế Giới Lọc Nước. Thế Giới Lọc Nước trở thành một ngôi sao sáng trong ngành lọc nước khi trở thành nhà phân phối độc quyền cho 6 hãng lọc nước hàng đầu thế giới, trong đó 3 hãng Hàn Quốc, 2 hãng từ Mỹ, 1 hãng Canada. Đại dịch Covid-19 đã mang đến cả cơ hội và thách thức. Euromade đã nhanh chóng chuyển mình từ công ty hoàn toàn làm việc trực tiếp sang mô hình làm việc online hiệu quả. Các đối tác sàn giao dịch kinh doanh online cũng từ đó tin cậy và bắt tay hợp tác. Với hơn 5.000 đối tác kinh doanh online, có doanh số thường xuyên với Thế Giới Lọc Nước, hơn 700 đối tác được đào tạo và cấp chứng nhận trở thành điểm lắp đặt bảo hành trên toàn quốc. Và lợi thế đó ngày càng được nhân lên khi phối hợp đồng bộ với các lợi thế của 10 năm phấn đấu không ngừng nghỉ. Xin chào Việt Nam. 안녕하십니까? 다이언텍 대표이사 조기대입니다. 먼저 유로메이드 창사 10주년 행사를 축하드립니다. 이렇게 중요한 행사에 축하 메시지를 전달드리게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 저와 바이언텍은 지난 10년 동안 유로메이드와 협력하게 되어 크게 영광스럽게 생각하고 있습니다. 우리 바이언텍은 이온수기를 중심으로 건강한 유익한 제품으로 인류 보건 건강에 기여한다는 가치를 바탕으로 열심히 달려가고 있습니다. 바이언텍의 이온수기는 약 40년의 역사와 함께 세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 전 세계 고객으로부터 큰 호평을 받고 있습니다. 다이어텍은 유로메이드가 오늘날 건강이라는 세계적 추세에 동참하여 이온수기를 베트남 시장에 소개할 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 또한 유로메이드를 통한 다이어텍의 이온수기가 베트남 시장에 널리 알려지게 되어 대단히 행복하게 생각합니다. 우리 바이언텍과 유로메이드는 약 10년간의 상호간의 신뢰를 통한 코로나19라는 전 세계적 보건과 경제 위기 상황을 슬기롭게 극복할 수 있었습니다. 우리는 매우 강한 유대감과 개방적이고 진정으로 신뢰감 있는 관계로 서로 발전시켜 왔습니다. 현재의 성과는 유로메이드와 바이언텍이 각자의 역할에 최선을 다하고 한마음 한뜻으로 노력했기에 이루어갈 수 있었던 결과입니다. 유로메이드가 베트남 물시장에서 이룩한 성과는 뛰어난 바이오텍 제품에 대한 믿음을 기반으로 전폭적인 마케팅과 체계적인 판매 시스템과 소비자 만족을 위한 서비스에서 비롯되었다고 생각합니다. 우리 바이오텍은 유로메이드가 신의가 돋보인 미래지향적인 파트너라고 생각하고 있습니다. 우리는 유로메이드가 베트남 시장 개척을 함께할 동반자로서 지금과 같이 최선을 다하여 유로메이드를 지원하도록 노력할 것입니다. 바이오텍은 유로메이드가 큰 미래에 더 발목할 만한 성장을 이루어 베트남 국민의 건강에 기여하고 세계 최고 기업으로 거듭날 것을 믿고 있습니다. 다시 한번 유로메이드의 창사 10주년 행사를 축하드립니다. 끝으로 행복한 날 보내시고 만사의 행운이 가득한 하루가 되시길 바랍니다. 감사합니다. Hello, I'm Jeff Cootie, Vice President of Sales for Chester Paul Company, based out of sunny Southern California. Our company was established in the year 1948, which means we will be celebrating our 75th anniversary this year. We are a master distributor of water filtration products such as filters, membranes, housings, fittings, valves, tanks, pumps, faucets, anything that you need to make a water filtration system. Our goal is to provide the highest quality components to water treatment professionals around the globe. Manufacturers that make the best products and that stand behind the quality of their products. With a knowledgeable staff and a commitment to the water quality industry, we stay abreast of the latest products and technologies available. This allows us to provide the best solutions to our customer. Chester Paul Company is happy to be working with Euromade to help bring the Water Purification World brand to the good people of Vietnam. We truly believe that every home in the world has the right to and deserves safe, high-quality drinking water. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, Thế Giới Lọc Nước đã được vinh danh Top 100 thương hiệu uy tín nổi tiếng được tin dùng năm 2014, Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2015, Top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Bên cạnh đó, Thế Giới Lọc Nước còn tạo ra một môi trường làm việc nhân văn, giàu tính gắn kết, làm hết sức, chơi hết mình. Các hoạt động team building, các sự kiện outing của công ty không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là dịp để các phòng ban gần gũi, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Những sự kiện như thế đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên của đội ngũ từ ban lãnh đạo đến nhân viên. Đối với cộng đồng xã hội, Thế Giới Lọc Nước cũng là một tập thể có trách nhiệm và cống hiến trong khả năng mình có. Thế Giới Lọc Nước tài trợ nước uống cho lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, tài trợ giải chạy Olympic 2030 báo Sài Gòn Times. 10 năm là một chặng đường dài với một doanh nghiệp. Và 10 năm qua, Thế Giới Lọc Nước trải qua nhiều thăng trầm, có gian nan, có thành công. Nếu tổng kết ngắn gọn thì 10 năm mà Thế Giới Lọc Nước đã định vị cho mình được một chỗ đứng vững chắc, khác biệt, là một doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm lọc nước hàng đầu thế giới, dựa trên những sản phẩm chất lượng cao từ những nhà cung cấp uy tín và lợi thế chuyên sâu về kỹ thuật, dịch vụ bán hàng và sau bán ngày một nâng cao. Chặng đường tiếp theo thì Thế Giới Nước đặt ra đó là gì ạ? Đó là trở thành một nhà cung cấp mà tiếp tục cùng các đối tác đa dạng hóa sản phẩm và ngày càng chuyên sâu về lọc nước, trở thành thương hiệu số 1 về lọc nước tại thị trường Việt Nam thông qua kênh bán hàng thân thiện và gần gũi với khách hàng. Đồng thời là diện mở rộng thị trường và hệ thống phân phối ra các khu vực như Đông Nam Á và châu Á. Ngoài khơi xa, bao la từng đợt sóng, con thuyền nhỏ vẫn hướng đích tiến lên. Trải qua rất nhiều khó khăn kể từ những ngày đầu thành lập, con thuyền Euromade vẫn luôn mạnh mẽ hướng đích tiến lên. Con thuyền nhỏ ngày ấy, giờ đây đã trở thành con thuyền lớn, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn trước muôn trùng con sóng lớn, để có thể phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. Thay mặt ban lãnh đạo công ty Euromade, tôi xin bày tỏ tình yêu và gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới toàn thể các anh chị em, cán bộ, nhân viên thân yêu của công ty, tới toàn thể các anh chị em đại lý đối tác trên mọi miền Tổ quốc đã luôn sát cánh đồng hành trong hành trình lan tỏa nước tốt cùng Euromade. Xin chào và cảm ơn. Tôi rất tự hào và vui khi được làm việc cho Thế Giới Lọc Nước, bởi vì Thế Giới Lọc Nước luôn luôn hướng tới mang đến cái sản phẩm nước tốt nhất đến cho người dùng. Cho nên đó là một cái cơ hội để cho những người làm kỹ thuật như chúng tôi mặc sức đam mê, mặc sức nghiên cứu sáng tạo. Hành trình 10 năm không dài nhưng cũng không hề ngắn. Tôi vui và tự hào vì là một trong những mảnh ghép của hành trình 10 năm lan tỏa nước tốt đến cho người Việt, và chúc cho Thế Giới Lọc Nước hành trình 10 năm tiếp theo phát triển vượt bậc. Ngay từ những ngày đầu đến với Thế Giới Lọc Nước, tôi đã nhận thấy những tiềm lực phát triển của công ty về sản phẩm, về công nghệ, về con người và chất lượng dịch vụ. Và đặc biệt hơn nữa, một sức mạnh to lớn đã được công ty đặt ra và đang thực hiện nó hàng ngày, hàng giờ. Đó chính là sứ mệnh của công ty nhằm lan tỏa nguồn nước tốt đến cho người Việt. Mình cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi là một trong những thành viên mà có cái cơ hội được đồng hành với công ty trong một thời gian không phải là ngắn. Và thực sự bản thân mình cảm thấy rất là vui khi được chứng kiến cái bước chuyển mình vượt bật của công ty trong cái quãng thời gian vừa rồi. Và đặc biệt vô cùng cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty đã xây dựng cho công ty một nền tảng văn hóa thực sự tuyệt vời. Ở công ty chúng ta làm việc rất là kỷ luật nhưng mà cũng rất thoải mái. Chúng ta làm việc có một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhưng mọi người cũng rất là tình cảm trong cái việc giao tiếp và trong công việc. Thật tuyệt vời nếu như trong cuộc đời chúng ta giúp đỡ được thật nhiều con người. Vậy nên tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng Thế Giới Lọc Nước thực hiện sứ mệnh giúp đỡ thật nhiều người Việt Nam được bảo vệ sức khỏe của mình thông qua nguồn nước tốt. Vậy nên Thế Giới Lọc Nước đối với tôi không chỉ là một công ty mà còn chính là một gia đình. Vậy nên cảm xúc lớn nhất của tôi lúc này đó chính là lòng biết ơn, và tôi tin tưởng rằng chắc chắn Thế Giới Lọc Nước sẽ thành công và vươn xa hơn nữa trong thời gian tới. Và Công Anh là một trong những thành viên gắn bó cùng với Thế Giới Lọc Nước từ những ngày đầu tiên, trải qua rất là nhiều những khó khăn, trải qua rất là nhiều những gian khổ, và đến thời điểm hiện tại thì những sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước cũng được lan tỏa rất là rộng rãi đến với cộng đồng. Từ những khó khăn và từ những sự thành công như vậy thì lúc nào Công Anh cũng cảm thấy rất là vui vì cá nhân mình được lan tỏa những điều bổ ích đến cho mọi người. Tuy bây giờ không còn làm việc tại Thế Giới Lọc Nước nữa, nhưng em vẫn song hành cùng Thế Giới Lọc Nước và vẫn là cộng tác viên bán hàng của Thế Giới Lọc Nước, bởi vì em rất yêu thích những sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước. Những sản phẩm mà nó mang lại rất nhiều những giá trị, từ việc mình sử dụng trực tiếp hàng ngày cho đến việc hợp tác kinh doanh. Và đặc biệt hơn nữa là những sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước là những sản phẩm chất lượng cao được Thế Giới Lọc Nước độc quyền phân phối tại thị trường Việt Nam. Trong một khoảng thời gian làm việc, công tác tại Thế Giới Lọc Nước thì em rất thích môi trường làm việc này, đặc biệt là những lãnh đạo của công ty và các anh em nhân viên kỹ thuật viên của Thế Giới Lọc Nước rất là tuyệt vời. Khi và team Ti đã cùng với BDB Thế Giới Lọc Nước, mình đã tham gia đi đồng hành cùng với nhau cả một cái chặng đường. Thì với một cái chặng đường này Ti không quá dài nhưng mà mình vẫn tạo ra được một chút kết quả nhỏ. Thì Ti rất là biết ơn về BDB Thế Giới Lọc Nước đã tạo ra và trao những cái công cụ kinh doanh hỗ trợ rất là hết mình về chiến lược, về công cụ, lai hàng và mức chiết khấu khá là tốt, đồng hành cùng với các đại lý kể cả là trên sân offline, kể cả là online luôn. Rất là nhiệt tình mọi người. Và nếu như mà không có cái sự hỗ trợ đó thì Tiên nghĩ là Tiên rất là khó để tạo ra những best seller hay kể cả là những đội ngũ chuyên phân phối về những dòng về lọc nước. Tuy là không thể sắp xếp thời gian để có mặt trong sự kiện này, nhưng mà Nguyễn rất là mong là thông qua video này có thể gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới BDB Thế Lọc Nước. Năm 2023 hứa hẹn sẽ là một cái năm có rất là nhiều những cái điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Thế Lọc Nước cũng như là của cộng đồng đối tác tư vấn Rappi. Rất là mong là sau sự kiện ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ tiếp tục nắm chặt tay nhau để có những cái bước tiến mới cho hành trình kinh doanh trong năm tài chính 2023 cũng như là của trong rất là nhiều những cái năm tới. Một lần nữa thì thông qua video này, Nguyễn xin phép là đại diện cộng đồng đối tác tư vấn Rappi gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến BDB Thế Lọc Nước và chúc cho BDB Thế Lọc Nước sẽ luôn là một trong những cái BDB có vai trò quan trọng hàng đầu cho sự phát triển kinh doanh của cộng đồng đối tác Rappi trong nhiều năm tới. Mười năm, một thập kỷ là quãng thời gian đủ dài để chứng minh năng lực của một doanh nghiệp. Nhưng con đường khát vọng mới chỉ bắt đầu như ngày hôm qua. Và hôm nay, tại nơi đây, Thế Giới Lọc Nước đã mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn. Bởi chúng tôi có những người đồng hành tuyệt vời, những đối tác tin cậy và những cách đi có tốc độ cao hơn. Con đường hướng về đích phía trước đã gần hơn và cần nhất những bàn tay nắm lấy bàn tay, vững bước chân cùng nhau đồng hành. Hành trình ấy có tôi, có bạn và có tất cả chúng ta. Ngày hôm nay, tại nơi đây, chúng tôi quyết tâm hứa với chính bản thân mình sẽ lao động bằng tất cả niềm đam mê, cống hiến tuổi thanh xuân căng đầy nhựa sống cho những ước mơ hoài bão. Bởi chỉ cần niềm tin vào đích đến, nỗ lực trên hành trình, đôi cánh sẽ nâng chúng ta chinh phục đỉnh cao mới vinh quang và tự hào.